Thưa các anh chị, báo chí và mạng xã hội trang hợp những thông tin về ông Thích Trân Quang. À, có vẻ như chuyện gì của ông Thích Trân Quang chúng ta đều biết cả. Thế nhưng không phải như vậy đâu thưa các anh chị. Đến hôm nay, người ta vẫn không biết ông Thích Trân Quang thật sự là ai. Thật sự là ai. Vậy mới là thú vị, phải không? Năm... 1950, 92 có một người đàn ông tự xưng là 33 tuổi có tục danh là Vương Tấn Việt và pháp danh là Thích Chân Quang đã đến núi Dinh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và xây dựng nên ngôi chùa đặt tên là Thiền Tôn Phật Quang. Chỉ mấy năm sau thôi, ngôi chùa trở thành một ngôi chùa giàu có nhất nước, giàu có nhất nước. Người ta không biết tiền ở đâu để ông thích chân quang xây dựng chùa và làm cho nó trở nên quy hoàng rực rỡ trong một thời gian ngắn như vậy như vậy và sở dĩ người ta biết là ông thích chân quang rất giàu vì chính ông nêu ra trong một đơn tố cáo do ông bị chiếm đoạt tài sản hay là bị cưỡng đoạt tài sản hay là bị tranh chấp dân sự theo nhiều tên gọi khác nhau theo sự việc xảy ra như sau thưa các chị rất là ly kỳ còn hơn phim nữa. Sáng ngày 9 tháng 12 năm 2009, ông Vương Tấn Việt đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Dân hóa Pháp Quang, một cơ sở của chùa tại 28 Hoàng Diệu phường 10 quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, 28 Hoàng Diệu quận 10, thành phố Hồ Chí Minh thì bốn đệ tử đã kéo theo khoảng 20 người xông vào lăng mạ và ép ông ký giấy bằng giao cho họ 8 hecta đất tại xã Tóc Tiên, hai căn hộ 600 m2 tại phường Kim Vinh, huyện Tân Thành, bốn chiếc xe ô tô quá sợ hãi ông việt đã miễn cưỡng ký vào các giấy tờ do nhóm đệ tử tự soạn sẵn sự việc xảy ra công an phường có đến là biên bản và trong đơn tố cáo sau đó ông vương Thắng việt viết sau đó nhóm người này kéo về chùa phổ quang khống chế những đệ tử trung thành của chùa lấy đi hai cái sắt chứa sau đó nhóm người này kéo về chùa xin lỗi khống chế những đệ tử tung sĩ trung thành của chùa lấy đi hai cái sắt chứa 2,8 tỷ đồng 100 à, cần gì còn nghe tiếp đây 185 lượng vàng và nhiều ngoại tệ khác 60 tấn sắt một đầu máy kéo hai máy trộn bê tông ba máy trời 30 tấn xi măng 6 xe gắn máy 6 vi tính đề bàn, 2 dục vi tính sách tay, 7 máy quay phim, 5 màn hình tinh thể lỏng, 10 tấn gạo, 14 máy máy công nghiệp và giải dốc trị giá 800 triệu đồng, thậm chí 5 triệu, 5 triệu đồng ông để trong túi áo cũng bị móc luôn và toàn bộ giường, chiếu, bàn, ghế, nội điêu, bắt đĩa, cũng bị họ lấy đi. Không chỉ lấy tài sản của chùa, nhóm này còn dụ dỗ lôi kéo ép buộc hơn 50 tu sĩ theo họ về xã Tốc Tiên để lập chùa khác mà không được sự cho phép của Hội Phật giáo Việt Nam và chính quyền địa phương. Ông Tuấn Việt nói đây là nói buông và thất dụng vì nhóm đệ tử đã bất chấp đạo pháp, pháp luật, dùng vũ lực khống chế những đệ tử chân chính của chùa, rồi ngang nhiên chở tiền bạc và tài sản chùa đi nơi khác. Điều này có dấu hiệu hình sự và chúng tôi đã cấp báo đến tất cả các chính viên công an từ xã đến tỉnh để cầu cứu và cũng trong đơn này ông Vương Tấn Việt trình bày mọi việc có bắt nguồn từ năm 2006 có một cô gái tên là Nguyễn Thị Ngọc Trúc là một cư sĩ tích cực trong việc làm công quả và từ thiện cho chùa đến năm 2008 cô Trúc Phúc Gia làm tu sĩ tại chùa và lấy pháp danh là Tường Phổ. Sau một thời gian dài tu hành ở đây, Tường Phổ nhận thấy sự lỏng lẻo trong quản lý nhân sự cũng như tài sản tiền bạc của chùa. Bằng góc nhìn của nhà quản lý, Tường Phổ đã tư vấn cho ông Vương Tấn Việt củng cố lại một số công việc. Những việc làm của cô Tường Phổ đã mang lại kết quả nên được ông Việt ghi nhận và tin tưởng coi như đệ tử đắc lực. Có lẽ vì nguyên nhân này mà một số đệ tử cảm thấy mình bị mất giá, mất chỗ đứng, mất quyền lợi nên nảy lòng đố kỵ, ganh ghét. Dựng chuyện ông Việt có tình riêng với Tường Phổ tương về thầy thích cho quan chúng ta thật là hào hoa lúc nào cũng dính vào những mà những người đàn ông đàn ông hào quá mà lại giàu nữa đẹp trai đập đập trai nữa mà lại là, là, là thầy nữa thì lúc nào cũng thu phụ nữ nhất là phụ nữ đẹp và có tài phải không? Mà cho nên người ta dị nghị là chuyện của người ta hoặc là bình thường thôi có lẽ vì nguyên nhân này tức là nguyên nhân cô thường phổ quản lý quá hay mà một số đệ tử cảm thấy mình bị mất giá mặc dù đứng mất quyền lợi nên lấy lần đủ kỳ ganh ghét dựng chuyện rằng ông Trung Tất Việt có tình riêng với thường phổ. Thậm chí họ còn rỉ tai của thường phổ được ai đó cài vào để mê hoặc thượng tọa thích chân quan nhằm phá chùa và phá cả sự nghiệp tu hành của thầy. Trong thời gian đó, tức là năm 2010, 2009-2010, đại tá Lê Tôi Sủng, phó giám đốc công an tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu nói với báo chí rằng mới nghe thì có vẻ là dự án hình sự nhưng sau khi thống nhất với viện kiểm sát tòa án thì thấy vụ việc chưa đủ yếu tố cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản nên công an tỉnh đã có văn bản trả lời ông Việt đây là tranh chấp dân sự nội bộ tranh chấp tài sản nội bộ nếu hai bên không thỏa thuận được thì quyền có quyền khởi kiện ra tòa để phân xử và nếu trong thời gian xét xử tòa cảm thấy đây có dấu hiệu hình sự mà có văn bản chuyển cơ quan công an thì chúng tôi sẽ chỉ đạo điều tra kết luận xử lý theo hình sự như vậy thưa các anh chị là trung quanh cuộc đời của ông Vương Tấn Việt tức Trang Quang đây thì màu sắc mê hoặc và lúc nào cũng có hình bóng của một người đẹp hiện nay là cô Angela Phương Trinh còn khi đó là cô Tường Phổ một gia nhân rất đẹp mà lại có tài quản lý nữa thì theo ông Nguyễn Tấn Việt gửi các cơ quan chức năng thì cô cô Tường Phổ này đã ngấn mộ tài năng của ông đức độ của ông nên đã tự nguyện xuất gia và giúp ông quản lý nhà chùa từ đó phát hiện ra sự quản lý lũng lẻo của nhà chùa cho nên siết chặt lại và từ đó chúng đệ tử có một số người đã tách riêng ra mất quyền lợi và thực hiện một số hành vi manh động như trên và sự việc này đến nay chúng tôi không có thông tin tiếp theo nên không biết cách giải quyết như thế nào có lẽ là tên chấp dân sự thôi nhưng mà nó rõ, rõ một điều là ông thích Trần quang quá giàu mà giàu lên quá nhanh và vì sao ông giàu lên quá nhanh như vậy chúng ta không biết chúng ta không biết một số tài sản như chúng tôi nêu trên nó quá khổng lồ phải không nhưng chưa hết cái gì à? ờ, hôm nay tôi vừa chạy xong mấy cuốc xe ôm công nghệ cũng có tiền rồi Hồi chiều nay chúng tôi sẽ dành thời gian và có thể sẽ tiết lộ cho các anh chị biết thêm về lai lịch đầy bí ẩn mang màu sắc tình báo mang màu sắc vô gian đạo mang màu sắc xã hội hồ đen hồng kông mang màu sắc tam hoàng mang màu sắc điệp viên mang màu sắc giải trí nữa showbiz nữa đủ thứ hết đủ thứ hết thật là mê hoặc Tức là trước năm 1992, ông Vương Tấn Việt là ai, ở đâu và đi tu như thế nào. Và vì sao lúc đó có hàng trong hồ sơ dày cộm của Phật tử tố cáo ông Vương Tấn Việt đã mạo nhận lời lịch của người đi tu. À, có cái từ riêng tôi không nhớ từ đó nó khó hiểu của người đi tu nói vậy cho dễ hiểu tức là chúng tôi nhắc lại năm 1992 có một người đàn ông 33 tuổi tự xưng tục danh là dương tấn việt pháp danh là thích trân quang đã đến Vũ dinh đà lạt xây dựng nên một ngôi chùa và ngôi chùa đỏ đã lớn nhanh như thổi thành một trong những ngôi chùa giàu nhất việt nam còn vì sao như vậy thì không ai biết được hết xin chúc các anh chị và người thân có những ngày nghỉ cuối tuần thật yên ấm và an lành xin cảm ơn các anh chị rất nhiều